Chủ đề tăng dân số bán hàng thụ động nhờ tạo ra những cái bài viết blog hữu ích. Bây giờ mình bắt đầu cả nhà ha. Chào mừng các bạn online, các bạn offline ở Hồ Chí Minh nè. Mình là Chi, đến từ công ty Mirastep bộ phận training. Cái buổi truyền hình ngày hôm nay á, thì mình sẽ làm với nhau về cái chủ đề là blog ha các bạn ha. Đó, chủ đề tăng dân số bán hàng thụ động nhờ tạo ra những cái bài viết blog hữu ích. Đó, mình đi xoáy về cái phần mà blog ở trên website của mình nha bạn ha. Thì vẫn thường xuyên đọc blog không? Thiệt không? Website của công ty có blog đấy, thì cái vấn đề đọc blog á là nó để chị đọc tin nhắn một chút xíu ha. Hello Nam, hôm nay Nam à. Rồi cái việc đọc blog á các bạn, ngày trước á thì người mà chị nhớ là khoảng chừng là 2009 2010 gì đó, đã có những diễn đàn rồi blog thì kia nó rất là rầm rộ. Nhưng mà tới cái thời điểm này thì người ta ít thường xuyên truy cập vào cái website, xong rồi mình đọc blog ít hơn ha. Mà các bạn biết là cái thói quen của người tiêu dùng mình á, lên trên Google này tìm kiếm những cái thông tin mà họ biết, đó đã là cái thói quen ăn sâu luôn rồi ha. Ví dụ các bạn muốn cần tìm hiểu một cái thông tin gì đó hoặc một sản phẩm nào đó bạn muốn mua. Ok. Hai đúng không? Mình là chưa còn trên của công ty, thì bài ngày hôm nay chúng ta làm được cái có cái dòng gì ở giữa chúng ta không được rồi, để chị nhờ bên trên đây. Chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ tăng doanh thu bán hàng thụ động nhờ cái việc là tạo ra những cái bài blog hữu ích ha. Thì sao mình lại đặt trong cái này, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu những bài blog mà hữu ích nó sẽ mang lại giá trị gì cho khách, cũng giống như là giá trị gì doanh nghiệp của chúng ta đó. Thì cái tính năng mà viết blog này nó có sẵn ở trong cái hệ thống của mình rồi các bạn đó. Thì một trong những người mà người ta làm website á, người ta xây dựng website của người ta, website thương hiệu để lan tỏa cái thương hiệu của họ, thì họ rất là quan trọng đến cái việc là website có làm được blog hay không, đúng không? Thì mình nói thẳng là mình có làm được, thì bắt đầu mình sẽ đi mình chạy bên trong nó làm được những cái tính năng nào mình cho khách xem, đúng không? Thì cũng sẽ hỏi xoáy vô blog của mình như thế nào cho anh xem thử. Bây giờ chị hỏi nè, các bạn có giữ cái thói quen là mình tìm cái thông tin nào đó hoặc là một sản phẩm nào đó trước khi mua, bạn lên trên Google bạn tìm kiếm không? Có. Thì chị thấy bây giờ là hầu như ai cũng như vậy. Bản chất á, Google nó là cái công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, đúng không mọi người? Google nè, đúng không? Bạn tìm thông tin lên Google, có ai lên Shopee tìm thông tin, có ai lên trên YouTube tìm thông tin không? Vẫn có phải không? Kênh YouTube thì bạn muốn nghe, bạn muốn coi video, muốn nghe, đúng không? Còn Google thì mình muốn, phải không? Nhưng thôi thì họ vẫn vô Google đầu tiên, xin nhận được thông tin thứ rồi, biết được là cái giá trị của sản phẩm mình muốn mua nó ok là thế nào đó, rồi bắt đầu người ta gì nữa, người ta đi kiếm giá, phải không? Google cũng so sánh được giá cả, phải không? Rồi ha. Thì bây giờ mình xoáy vào cái câu chuyện kiếm ở trên Google, chúng ta phải nói đến cái mặt SEO. Thì chưa, làm SEO cho website để làm gì? Để tăng thứ hạng website của mình trên Google. Bạn nghe cái từ là đứng top trên Google có bao giờ nghe qua chưa?
nha. Ừ, đứng top trên Google rồi ha. Bây giờ nè, chị nói nè, chị lấy ví dụ là bây giờ chị tìm chị nám được không? À, bản thân chị là cái người mà gõ thuốc chị nám này là chị phải bị nám, chị có nhu cầu tìm mua thuốc chị nám ha. Đó là người khách hàng mới đâu các bạn, tiềm năng hẳn hoi luôn đúng chưa? Tiệp khách hàng mà các bạn đứng yên ở trên, gọi là khách hàng mà chúng ta tự động vào trên Google tìm kiếm á, là họ đã sẵn cái nhu cầu đó rồi, họ rất là tiềm năng được không? Bây giờ phân tích nha, sau với Facebook, à sau với Facebook ha các bạn ha, các bạn phải chạy quảng cáo, bạn tiếp cận được khách hàng có cái nhu cầu đó. Thì cái thuật toán của Facebook là cái gì? Những người nào trên Facebook, ví dụ giống như là chị cũng bị nám đi, chị cũng lên trên Facebook, chị cũng tìm kiếm trên đó đúng không? Chị tìm kiếm trên CVS rồi ha, cũng xúc cho bạn đó thành những người chạy quảng cáo để tiếp cận bạn á, được không? Họ phải bỏ tiền ra, họ chi tiền ra để họ muốn tiếp cận được cái lượng khách hàng có nhu cầu thật sự đó. À, cái thứ nhất là Facebook tốn tiền, được không các bạn? À, mở qua Facebook các bạn sẽ thấy cũng có thành công cụ tìm kiếm đấy, nhưng mà nó sẽ không cho ra chính xác cái search mà bạn mong muốn bạn tìm. Nó sẽ ra những cái tên người dùng, ví dụ cái người tên thuốc trị nám cái gì đó, nó cũng cho ra rất là lộn xộn thông tin với nhau đúng chưa? Còn bên Google thì sao? Chị search thuốc trị nám này cái khúc này ạ, là cái khúc mà của bên Google Shopping à, nó được tài trợ ở đây, tại vì bản chất Google Shopping thì mình phải bỏ tiền cho Google nó mới lên cái khúc này các bạn ha. Google Shopping thì nó có lợi thế hơn. Cái thứ nhất, bạn nhìn thấy được hình ảnh của sản phẩm, bạn nhìn thấy tên sản phẩm, giá thành sản phẩm và brand name, thương hiệu của người ta là gì, là gì, là gì, đúng các bạn ha. Click vào đây thì nó có thể nó trở về cửa hàng của họ, website của họ. Click vào đây cũng có thể trở qua bên Shopee là gì đó, đúng không? Rồi xuống tiếp ha, đó cái anh Taki này, ảnh rất là chuyên là chạy quảng cáo này, được tài trợ. Thì thấy cái dòng được tài trợ này, bạn tự thì nó đang quảng cáo Google Ads nha, nó phải đấu đấu thầu từ khóa, đã nghe qua cái cụm từ chưa? Đấu thầu từ khóa ha. À, mua đó, mua các bạn thì nó đang mua cái từ, cụm từ là thuốc trị nám nè ha, trong tiêu đề của họ có chứa từ khóa SEO. À, bắt đầu mình xoáy vô nha, đó từ khóa thuốc trị nám này nè, bây giờ mình dùng cái thuật ngữ chuyên sâu hơn, nó là từ khóa SEO đó, thì người ta mới nói là tại sao cần phải nghiên cứu từ khóa SEO trước khi mà tạo ra một bài viết ha. Vấn đề nó nằm ở chỗ này nè. Rồi coi tiếp ha, lát mình phân tích sâu vào cái vấn đề đó. Thì bây giờ được tài trợ, được tài trợ có hai anh là được tài trợ được không? Rồi cái anh đứng thứ ba, bệnh viện đa khoa gì đó, Melatic, nó có chữ được tài trợ mà nó vẫn đứng top. À, cái trang đầu tiên được gọi là top rồi nha các bạn ha, chứ không phải những người khúc này khúc này khúc này thì mới được gọi là top. Trang đầu tiên đã gọi là top rồi nè, nhà thuốc Việt nè cũng đang ở trang top, dược phẩm Tâm Bình nè ha các bạn. Đó, vậy thì sao, nếu mà các bạn là người tiêu dùng đi, các bạn muốn tìm hiểu những cái thuốc sản phẩm trị nám đi, theo bạn bạn sẽ lựa chọn ai để bạn đọc đọc bài của họ? Người đầu tiên giữa anh được chạy, được được chạy quảng cáo này với anh không chạy quảng cáo này, anh nào bạn sẽ lựa chọn đọc? Không chạy đúng không? Tâm lý của người mình là như vậy. À, tại vì sao, ảnh ảnh có lượt traffic tự nhiên tốt hơn, được chưa? À, thì dĩ nhiên là dựa vào cái lượt traffic nhiều như thế đó và nó duy trì như thế thì ảnh mới được ở cái top cao, vị trí cao như thế này. Còn anh này là ảnh bỏ tiền ra thì ảnh mới được nhảy lên cái vị trí này. À, thì mình sẽ có lòng tin hơn với lại cái anh không có chạy quảng cáo à. Thì anh này nè, đây bây giờ mình mở vô cái bài viết mình phân tích ha. Đó, vấn đề là bài viết của người ta rất là chi tiết, rất là có giá trị, cung cấp cho người xem của mình á những cái kiến thức nhất định này ha, rồi giới thiệu kèm theo đó là giới thiệu những cái sản phẩm. À, và chính cái trang web này nó bán cái sản phẩm này luôn, đúng không bạn? Bán cái nào mình viết về cái đó, đúng không? Website của mình cũng vậy thôi, cũng viết về những cái sản phẩm của bên mình thôi, rồi chia sẻ những cái thông tin hữu ích giúp cho cái người bán hàng á, gọi là seller ha, người bán hàng có thêm cái kinh nghiệm để mà người ta chinh chiến đấy. Thì đây cũng vậy thôi ha. À, khi bạn đọc thông tin xong, bạn mua liên hệ là thầy
À, vô cái phần trang chủ đi kiếm cái phần sẵn để mà tìm kiếm đây nè, cái sản phẩm đó để mà mua đúng không? Vậy thì đặt chị ở càng lâu trong website này, à chị đọc tên đọc xuống đọc hết đuôi ở càng lâu thì có nghĩa là cái website này, bài viết này nè, nó có giá trị, nó mới giữ chân được khách hàng. Đó là một phiên của chị, một phiên của chị là đã trên được cả 10 giây ha. Còn nếu như bây giờ chị vô xong rồi chị out ra liền một cái phiên này dưới 2 giây thì không có được tính đâu nha các bạn ha. Đó, nó sẽ tính cái thuật toán của nó dựa vào cái thời gian mà khách hàng ở lại trong cái bài viết đó lâu hay chậm. Rồi người ta còn dùng những cái kỹ thuật như thế này, em thấy không, xe khích lỗ chân lông, bây giờ mình lít vô thử ha, nó chạy qua một cái trang khác nhưng mà vẫn ở trong website của cái anh Melatech này luôn. Thì cái này á, nó gọi là cái kỹ thuật mà bắt bắt link nội bộ ha. Mình đi link nội bộ là nội bộ ở trong website. Còn cái câu chuyện mà backlink SEO off-page á, nó là một cái câu chuyện khác nữa. Mình đặt link ở cái website khác, mình mua link á, mình đặt trên diễn đàn forum nha, mình đặt ở những cái mạng xã hội thì nó cũng là backlink luôn, nhưng mà mình bắt từ bên ngoài, mình kéo traffic về. À, hiểu không? Đó, nó rất là nhiều, cho nên là các bạn tìm hiểu từ từ ha. Ở chị cho các bạn keyword thôi, các bạn về các bạn search ha, ở trên đâu cũng có hết trơn á. Bạn search backlink SEO off-page, SEO on-page nó là như thế nào, được không? Tìm hiểu về những cái vấn đề đó, tại vì nhiều người nếu mà người ta nghiên cứu kỹ hoặc là người ta biết quá rành rồi, người ta sẽ hỏi bạn là trên website của em có tối ưu SEO on-page hết chưa, anh cần biết cái câu chuyện đó, thì bạn cũng có lý do bạn nói được. À, cũng có những câu chuyện mình kể cho khách hàng nghe được ha. Rồi đấy, vậy thì bây giờ ha, đó tại sao bây giờ mình lại nói nó là nó đứng yên ở đó và nó sẽ ra đơn thụ động được cho mình. À thì vấn đề là như thế này đó, các bạn cũng thấy rồi, thì bây giờ giữa anh này được không, thì bây giờ chị lít vô chị coi, chị tham khảo, rồi tham khảo đến anh thứ ba thì cảm thấy được là cái bài viết anh này hay, ngày kia mình có thiện cảm, chính nhờ cái thiện cảm đó thì mình mới mua sản phẩm cho người ta. À, đúng không các bạn? À, rồi mua sản phẩm hả, thì cứ ở yên như thế này, làm SEO tốt, lượng traffic ra vô đều đặn, được chưa? Thì nó đứng tốt như thế này thì chẳng khác nào là mình đã tạo ra một cái doanh thu thụ động, đúng không? Mình có liên hệ các bạn không, đúng không? Mình có chạy quảng cáo các bạn không, đúng không? Mình không làm gì hết trơn, đứng yên ở đó thôi, cũng giống như là cái việc mà lên xu hướng TikTok vậy đó, đúng không các bạn? À, rất là hay các bạn ha. Đó, tạo ra những bài viết có giá trị. Rồi, cái việc mà làm SEO các bạn phải có thời gian. Mình cày chay mà, mình đâu có phải bỏ tiền như người ta đâu. Mình phải có thời gian để đợi cho ảnh lên được ha. Là ít nhất phải 6 tháng. Được không? Ừ, 6 tháng đó các bạn. Rồi, tối ưu từ khóa. Tiếp tục. Bây giờ xoáy vô cái phần từ khóa trong bài viết nha các bạn ha. Đấy. Thứ nhất á, là muốn viết được một cái bài ra như thế này thì bây giờ mình cần phải có cái công thức mình áp dụng vô. Và các bạn nhớ trong đầu chị, dùm chị nè, TBK ở chưa, T từ khóa, B bài viết, C K là kỹ thuật. Thì cái từ khóa này mình cần phải nghiên cứu ra, à, chứ không phải mình ngồi mình đoán mò được đâu các bạn ha. À, trên Google á thì những cái từ khóa như thế này, giống như hồi nãy là chị search cái gì vô nè, thuốc trị nám đi. À, bạn cũng muốn biết được là thuốc trị nám này có bao nhiêu người tìm kiếm trong một tháng. À, mình phải nhận định được cái phân khúc đó nha. Từ khóa này có dễ hay không để làm SEO. Rồi từ khóa này chứa bao nhiêu trong đại kết quả tìm kiếm nè. Đây là trong bài viết của họ nha, ra tới 8.670 lượt kết quả tìm kiếm. À, cái lượt kết quả này ha, là từ khóa này chứa trong bài viết luôn các bạn. Nhưng mà giờ bỏ vô title. Ha. Thế mọi người, cứ quả nó hút lại. Biết sao không? In title mà, chỉ trong tiêu đề thôi. Được chưa? Mình đang dùng cái cú pháp này để mà mình kiếm ra được là bao nhiêu anh đối thủ á, anh đang làm cái cụm từ này, anh đang làm cái từ khóa này. Được không? Đó, cho nên là mọi người thấy không? Làm SEO mà mình nói thẳng ra là bây giờ mình viết blog đi, mình không cần nhồi nhét quá nhiều từ khóa, nó làm gì hết trơn.
chỉ cần là mình để ở trên tiêu đề là được rồi. Nhưng mà cái phần nghiên cứu từ khóa nó lại nhức đầu ha. Nó không có đơn giản nha mọi người ha. Thì bây giờ trên thị trường á có rất là nhiều cái công cụ để mà mình tìm kiếm từ khóa, Google cũng có đúng không, những công cụ khác thì chị hay hay giới thiệu cho mọi người cái keyword finder á này, cái keyword finder ha mọi người ha. Thì cái công cụ này, cái tool này á là nó không có miễn phí đâu, nhưng mà những bạn nào mà lần đầu tiên mà truy cập vào đây á thì bạn có được quyền là 5 lượt xuất một ngày được không, miễn phí. Nhưng mà sau đó nó sẽ quét cái ID của bạn, nếu mà bạn cứ xài miễn phí hoài thì nó chặn, nó sẽ tặng một số những cái tính năng trong đó ha. Còn nếu mà mình mua, nên mình bỏ tiền ra mình mua các bạn, thì trong đây nó mở full hết cho mình coi nha, mở full hết cho chúng ta coi bên này nè, chỉnh lại mình ở đâu, mình ở Việt Nam đúng không, rồi tiếng Việt ha. Rồi. Rồi giờ bạn muốn tìm từ khóa cho chị thử một cụm từ ra, từ nào ra. Mình nghiên cứu chứ, bây giờ lĩnh vực của mình bán cho mình bán thủy sản. Rồi mày có khách hàng thủy sản không? Thủy sản. Đó, tìm kiếm ha, bấm find keyword ha. Ở đó đó bắt đầu nó nói tìm quá nhiều rồi đó các bạn, tìm quá nhiều rồi à, chị đang bị lóc rồi ha. Mọi người tạo một cái tài khoản mới, mọi người thử cái vụ này ha, để từ chị lấy cái cũ này, hồi nãy chị có search trong cái kênh đúng không, đó nó giới hạn đó, nó đang giới hạn lại rồi nè ha. Thì bây giờ ha mình coi cái mẫu này thôi đó, để các bạn lát hồi các bạn hình dung được, các bạn vô các bạn làm thử thế này. À mình hôm nay thì mình học được thêm một cái công cụ để mà tìm từ khóa như thế này đó, có gì mình bỏ túi đi, sau này lỡ có gì cần thiết á thì mình đem ra mình show cho khách hàng thôi ha. Đầu tiên ha, mình phải hiểu cái ô cái khu vực này nó trình bày cái gì. Đây, chị search ngắn nó sẽ ra hết những cái cụm từ khóa mà khách hàng của mình có thể tìm kiếm, kể cả cái tên của kem chống nắng đó luôn. Mình sẽ nhìn vào đây, mình tung ra thị trường kem chống nắng này khách hàng đang có nhu cầu ở những sản phẩm nào đúng không. Chị là một người bán kem chống nắng chưa có biết được, là thậm chí là chị chưa biết đánh sản phẩm nào về, để mà chị bắt đầu muốn xem được là cái nhu cầu của thị trường đang đang ủng hộ cái dòng kem chống đẩy cái đó về mình bán đúng không, giống kiểu hot trend gì đó ha. Rồi bây giờ nè, như nè trend này, mức độ trend của nó này, tiếp cái lực cái độ này là cái search ở trong một tháng ha các bạn ha. Đó, nó tính theo quy định một tháng rồi 500 mấy đó 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 bao nhiêu đây, thì á ít nhất ở đây phải là 150 thì mình mới lấy được không, chứ cái từ khóa nào mình 150 quá làm cũng công lắm thì bạn không cần quan tâm ha. Cái này là cái giá tiền á để mà mình mua cái cụm này ha. Rồi cái độ khó đó nè, đó keyword SEO difficulty này ha, cái độ khó của nó là các bạn ha, màu xanh bạn thấy không, still gì nè ha, nó vẫn dễ dễ là sao bạn, còn khó là sao các bạn, dễ ít người làm cái từ này ha, ít người được đưa cái này. Hồi nãy các bạn cũng thấy, ủa hồi nãy thì sợ gì ta đó, còn này kem chống nắng cái lượt dễ lượt khó này nó sẽ đánh vào cái việc là cái kết quả tìm kiếm người làm cái cụm từ đó rồi ha. Thì cái từ này nó vẫn dễ nè đúng không, từ kem chống nắng vẫn còn dễ, cái từ này vẫn còn mới 8 thôi nè, cái từ dưới đây nè có 8 thôi nè, cái từ này 13 thôi nè à, thì nó dễ ha. Nhưng mà nó phải là trên 30 mấy bắt đầu nó lên màu, nó chuyển qua màu đỏ màu cam đỏ 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 đỏ, đỏ lên rồi thì bây giờ bạn filter ra như này à, ở đây nè mình search vô cái ô này ít nhất phải là 150 nha, cái này là min đó ha, đó xóa đi nè bạn thấy không, min ít nhất phải là 150 và cái độ khó của nó nhiều nhất lớn nhất max phải là 30, chỉ 30 thôi à các bạn ha. À, thì mình có khả năng mình còn làm được, chứ mà
mình để nó khó quá thì bao nhiêu con kiến nó bu vào cái từ đó nó không còn ngon lành gì nữa, đúng không? Thì sắp ra được kết quả này ha, vì mình có xoay cái file này mình về được luôn các bạn. Đây export nó xuống à, mà trước khi mà mình export được các bạn phải chọn hết cho chị được không, chọn hết để mà mình export nó ra. À, xuất ra cái file là CSV ha, CSV đó, bạn xuất ra được không? Dễ lắm mọi người, cái phần này nó dễ lắm. Mở lên là bắt đầu nó bị lỗi phông nè, nó sẽ bị lỗi phông thôi các bạn ha, có một số chỗ nó lỗi phông nè thì các bạn chuyển nó lại. Đây chỉ có làm sẵn cái này cho nó đỡ mất thời gian. Thì các bạn thấy không, ở đây nó có rất là nhiều những cái dữ liệu, có nhiều cái mình cần thiết ha. Rồi bây giờ mình chỉ có giữ lại một cái cột làm đây, last now này, đây cái này nè, cái cột đầu tiên ha các bạn ha, cột đầu tiên này. Rồi với lại giữ lại cái cột độ khó thôi, đó là hai cột này, một một đã này, hai lẽ này. Được. Rồi bây giờ coi cái mẫu mà chị có làm sẵn rồi cho nó mất thời gian rồi ha. Đấy. Nhưng nhiều lắm, rất là nhiều mà mình không cần thiết mấy cái đó, mình chỉ cần mình lấy hai cái dữ liệu lúc nãy chị nói thôi. Rồi mình lấy hai cái cục dữ liệu này thôi ha các bạn ha. Đó. Đó. Để lại. Xếp lại cho nó. Đây. Đó. Xếp hai các bạn. Thì nhìn cũng được là cái nào dễ hơn cái nào rồi đúng không? 15, 15, 17, 17 đó, 20 thấy không? Đấy. Cái này đang bị sốt xếp lộn xộn ta. Đợi chi xíu nè. 13 nè. Rồi, dựa vào cái độ khó dễ của nó để mình làm trước ha. Đó là cái kỹ thuật để người ta đi bài. Chứ không phải là lựa chọn đại từ khóa nào để trước đi sau gì đâu. À, người ta phải canh theo cái độ khó độ dễ của nó để người ta làm trước à, dễ thì mình làm trước, rồi thêm cái cột này nữa mình làm thủ công, cột cạnh tranh như lúc nãy chị có nói với các bạn này, SPS 33 cộng cộng ha, thì mình vô Google đó, cái cú pháp là gì, entitle chờ hai chấm dấu ngoặc kép, rồi bắt cái cụm từ đó vô đây đóng ngoặc kép lại à, các bạn thấy không? Đó, 95 kết quả tìm kiếm, 95.700 kết quả tìm kiếm nè. Ha, thì em về em làm thử cái cụm từ thủy sản của em thử coi, ha, nó ra như thế nào ha các bạn. Đó, kết quả như thế này. Rồi mình tương tự cái này là mình phải bắt buộc mình làm thủ công ha. Mình tương tự mình làm cho những thằng này. Được không? Làm cho những thằng này. Đấy, để mình biết được là đối thủ của mình đó, đối thủ những cái gọi là những cái người mà làm về cái lĩnh vực đó, họ hiện tại là họ viết được bao nhiêu người đã làm về cái từ khóa này trong bài viết. À, mở lại cái keyword finder hồi nãy nó cũng cho bạn thấy được cái gì. Đây, mở này. Đờ luôn. Đây, bên đây cũng vậy nè các bạn. Này nó còn chi tiết ra hơn nữa, khi mà bạn mua cái tài khoản mà mua luôn á thì nó còn chi tiết ra hơn nhiều những cái dưới này nữa nha. À, cái này là cái website nào mà chứa bài viết đó luôn nè. Đây. À, bên này có luôn rồi ha. Rồi vậy thì công thức đầu tiên là từ khóa đúng không, mình kiếm ra được từ khóa và mình biết cách để mà mình làm cái nào trước làm cái nào sau, rồi thì vậy thì cái bước tiếp theo á là mình phải có cái bài viết nó thuyết phục đúng không, T B K mà cái giữa là cái bài viết đó, dù là em có nghiên cứu từ khóa giỏi đến cỡ nào nhưng mà bài viết em không có hay, không có giá trị gì hết, dù viết cái gì trong đó mà người ta đọc người ta khó chịu, người ta không có muốn tiếp tục người ta xem nữa thì người ta cũng đi nhanh thôi đúng không, phải có một cái bài viết thuyết phục hữu ích đó, chia sẻ làm sao nó hay vô đúng không,
và thậm chí là mình viết nhiều những cái đề tài mà đang hot bây giờ cũng được nữa, đúng không? Những đề tài hot thì càng được nhiều người tìm kiếm hơn thôi đấy. Rồi nhưng mà nó cũng phải liên quan đến cái sản phẩm mà mình bán ra ha. Thì đó TBK, rồi cuối cùng là K là cái kỹ thuật. Rồi cái kỹ thuật bắt đầu mình đi vào trong trong cái blog của mình ở trong hệ thống á, khi mà nói đến cái phần kỹ thuật này các bạn cần mở ra, mở blog của mình ra cho họ coi này. À, tạo một cái bài viết mới thì nó nằm ở đây ha, đúng không? Rất là đơn giản, rất là dễ, nhìn vô là ai cũng biết làm luôn. Còn ai mà không biết làm và không có thời gian để sản xuất ra những cái blog này, mình có cái gói vét, bạn biết không, biết chưa? Có cái gói mà nhân viên của mình chăm sóc khách hàng bên mình hỗ trợ người ta làm á, một tháng sẽ tính tiền người ta á. À, không có miễn phí, được chưa? Thì mình cũng bán được thêm cái phần này, tại vì khi mà em demo những cái tính năng em phải nhớ ra được là à, mình có gói phụ nào không, mình có những cái gói nào hỗ trợ riêng cho khách hàng hay không, đúng không? Mình ghép vào để mà người ta có thêm cái sự lựa chọn của khách hàng. Ừ, giờ tôi không có thời gian để viết mấy blog này, nhưng mặc dù tôi biết là nó quan trọng á, để cho tăng lượng traffic cho website của tôi á, nhưng mà tôi không có thời gian, tôi cũng không có nhân viên. Thay vì phải mướn một bạn nhân viên vô làm cái việc này thì bên mình có sẵn, có offer cho họ sẵn vậy đó. Thì họ muốn thì họ lựa chọn bên mình để hợp tác, đúng không? Đó thì các bạn nghiên cứu gói phết đó nha, một tháng là sẽ có đăng đăng bao nhiêu bài cho bên phía khách hàng đó ha. Đăng sản, ngoài ra còn đăng sản phẩm nữa. Làm nhiều lắm chứ không phải là chỉ mỗi làm blog này thôi, được không? Nghiên cứu cái gói đó ha, để mà offer kèm cho khách. Rồi để chị mở một cái bài mẫu này cho nó dễ nhìn. Rồi bài này ha, đó thì cái tiêu đề bài viết này các bạn, ở bên mình á người ta tối ưu SEO on page. Đây, trong cái blog của mình có tối ưu tiêu đề H1 cho khách. À, H1, H2, H3 các bạn. Thì mình tối ưu cái H1, được không? À, đây nha, cái ô này được gọi là H1 này nha, là cái tiêu đề là mình cần phải tối ưu. Đó, tại sao là trong đây thì khỏi cần phải tối ưu cái H2, H3. H2 giống như là một la mã, hai la mã, ba la mã gì đó, thì nó sẽ gọi là H2, H3. Nhưng mà cần thiết nhất là mình phải tối ưu cái H1, bởi vì người ta tìm kiếm là sẽ show cái thông tin cái tiêu đề H1 ra đầu tiên, đúng không? Rồi nha, cái này là cái H1 ha các bạn ha. Lát hồi các bạn kiểm tra cho khách thấy một một bài viết nào đó luôn. Rồi tiếp đến là cái gì, tối ưu hình ảnh có gắn thẻ ALT trong này thì nó mới xuất hiện ra những cái phần này ha các bạn ha. Đó, mình insert link vô đây cũng được luôn, đúng không? Ví dụ mà bây giờ ông đang đọc bài viết của mình, cái lỡ tay bấm vô cái hình này nó cũng điều hướng qua một cái trang khác đó, mình bắt cái link này vô này đó, mình insert link nội bộ chỗ này vô này ha, để cái phần URL này là nó vô đó, đúng không các bạn? Nha, nhớ nha, cái này được gọi là tối ưu thẻ ALT, được không? Còn ở trên đây là tối ưu H1 đấy. Thì bây giờ mình lấy ra một cái bài viết mẫu áo tắm hồng hạnh này. Áo tắm hồng hạnh, cái trang web này á là bên mình sale cho họ ha, mình bán cho họ website này đó. Rồi một bài blog thử này, rồi coi thử ở đây nó có phải là cái H1 không ha. Thì các em phải cài cái web developer này vô trong máy của mình á, thì khi mà em outline cái heading này nó mới xuất hiện ra nha, chứ mình không cài cái này vô là nó không có đó. Thì các bạn search Google là nó ra cho các bạn cài à, đó web developer ha. Xong cài xong vô nè, em check nè, em bấm vô cái outline heading thấy không, đó bắt đầu là nhìn thấy nè, đây H1 này ha, ngay cái tiêu đề của mình á nó khoanh lại H1, được chưa? Là website của mình đã tối ưu cái H1 cho khách à, và khách không cần phải làm gì hết trơn, chỉ cần điền đúng vô cái ô tiêu đề đó là được ha. Rồi trong đây thì mình có cái gì thêm, bắt đầu mình bơi ra tiếp nè. Bây giờ mình phóng cái này lên, à cái code field, từ từ. Nè mình phóng lên à, đó khi mà khách viết bài khách cũng làm vậy đó, gọi là khách viết sẵn ở bên ngoài xong rồi khách vô đây à, khách khách bắt vô thôi, đúng không? Vậy thì giờ làm sao để được mấy cái xanh 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 xanh, xanh giống vậy nè, nó cũng dễ lắm các bạn. Đây đó,
ha, mình đi lên nội bộ đó ha, thì bắt đầu mình tô cái dòng mà mình muốn cho nó gọi là nhấn lên vô á, xong rồi bắt đầu mình insert bên chỗ này vô thôi, quá trời đơn giản luôn, đúng không? À, đó insert lên vô, cái việc mà mình insert lên vô để mà cho khách hàng của mình á, khi mà đọc bài viết á sẽ bấm vào và liên kết qua một cái trang khác, một cái bài khác, một cái trang sản phẩm chẳng hạn đó, để mà người ta điều hướng, người ta đi vòng 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 trong website của mình, người ta ở càng lâu trong website của mình càng tốt nha. Nhớ luôn, nhớ là cái thuật toán của Google nó ghi nhận cái điều đó. Bạn phải giữ chân được khách hàng của bạn ở trong cái gian hàng thì tôi mới đánh giá được web của bạn có giá trị, còn người ta cứ vô là người ta cứ ra, chứ bao nhiêu người cũng như thế thì bài web bạn đâu có xứng đáng được lên top 1 đâu, đúng không? Rồi còn cái vụ hồi nãy cái code view á, cái này nè, đó là cái gì đó, khi mà bây giờ mình không thích nhấn cái hình ảnh này vô nữa, à mình bỏ một cái video vô đây được không? Được đó, mình mở code view ra mình làm ha, đúng không các bạn? Đây nè đó, xong mình để code vô chỗ này đó, BR nè, xong mình để nó vô được không? Code ở mình đã lấy đâu các bạn? Giờ code này mình lấy ở đâu? Video tầng hai, để chị kiếm nè, để chị để phía dưới cho nó dễ thấy đi. Rồi bây giờ mình phải qua cái video bên YouTube nha, thì bắt buộc là seller của mình là phải có cái kênh ở bên YouTube nha, chứ không hơi bị quét ha các bạn ha, không đúng bản quyền là bị quét ha. Giờ hiện tại chị đang làm mẫu thì chị lấy đại thôi. Rồi bạn nhấp chuột phải vô nè, rồi thấy cái dòng sao chép mã nhúng không? Đó, cái ký hiệu của nó nè y chang không, sao chép mã nhúng nha. Nhớ là phải lấy sao chép mã nhúng chứ không phải là share, không phải là share cái URL, cái này là cái domain, cái URL của người ta ha, mình không có share cái này. Rồi mình lấy cái mã nhúng đó, bắt đầu mình quay về. Rồi khi bắt vô đây rồi mình đóng lại nha, mình đóng lại đó, nó lên chưa ha, dễ không? Dễ quá trời ha, còn điều chỉnh nó canh giữa, canh phải, canh trái là nó này làm được hết rồi nha. Đó rồi xong, như vậy là mình xong một cái phần này. Đấy. Blog không, mình hướng dẫn cho người ta để người ta viết. Chứ mình không có viết giùm, còn nếu muốn viết giùm thì mình phải đúng, phải mua gói đi tôi mới làm, mỗi tháng là quy định có bao nhiêu bài viết gì đó gì đó. Nhớ nha, chứ mình không có ngồi vô mình làm cho người ta hết, còn cái việc mà hướng dẫn là chắc chắn là nhiệm vụ của tụi chị này đó, là chị phải làm rồi. Yên tâm ha, rồi đội chăm sóc khách hàng cũng hướng dẫn cho khách luôn đó. Còn muốn biết là sao hay gì đó, không có nhân lực, không có người thì mình offer cái gói mới lúc nãy chị nói đó, cái gói vét chờ order. Đó, ở khi làm mà các bạn thấy nó đơ đơ vậy được, đừng sao, đừng có mất bình tĩnh ha, cứ từ từ chậm rãi. Nhiều khi là vấn đề do mạng á, nó cũng đóng cái phần lớn là cái việc mà mình bị đứng máy này kia nữa. Đó, vô lại ha, nhớ nha các bạn, phần lock nó trong cửa hàng trực tuyến ha. Rồi tiếp mình nói tới cái phần quản lý danh mục ha, trong đây có gì mình nói hết ha. Đó, ở đây có thêm cái bộ lọc này các bạn nha, thì đây là những cái gì, đây là những cái danh mục mà mình tạo ra để mà mình sắp xếp những cái bài blog này vô nó đúng vị trí hơn ha. Rồi tác giả nữa ha, thì cái phần tác giả này tại sao bạn thấy chi đào, chi đào này là ai? Rồi cho chị là người viết, chính xác, đúng rồi, tác giả nè. Mà cái nick chi đào này là cái người mà tạo ra cửa hàng luôn, tức có nghĩa là người chủ. Nhưng mà bây giờ thêm ví dụ thêm bạn Tâm, bạn Ly hay bạn Minh gì đi, bạn này là nhân viên cũng được phép tham gia vào cái phần này để viết luôn. Mình có tính năng phân quyền cho nhân viên, đúng không các bạn? Nhớ nha, nhớ nói thách chỗ này là những cái phần mà thuộc về này, bài lóc như thế này. Anh chị không có cần thiết phải là người gọi là viết ra, mà bên mình có người viết lóc thì mình phân quyền cho bạn đó. Chỉ cần với một cái email thôi là bạn đó được quyền vào trong hệ thống của mình,
Bạn và bạn chỉ được coi phép, bạn chỉ được phép coi đúng cái phần viết chất này thôi ha, không được đi lung tung qua chỗ khác. Và nhiệm vụ của bạn chỉ là đăng bài, viết bài xong đăng bài lên thôi. Nhớ hai các bạn ha, còn nhớ phân quyền ở đâu không? Đúng, đăng được nhiều tài khoản thì em thấy ở trong hệ thống của mình nè có rất là nhiều vị trí khác nhau đúng không? Vậy bây giờ cái người làm chăm sóc khách hàng đi, chị phân quyền cho họ vô vô cái phân khúc khách hàng luôn, nguyên cùng một cái cụm khách hàng luôn đó, COM á, được không? Rồi một cái người mà làm về đơn hàng đi, đó là những cái nhân viên đóng gói hàng hóa hay gì đi đúng không, chị phân hẳn vô cái quyền vô đơn hàng này đó, để mà người ta trực tiếp người ta in đơn ra để mà người ta đóng gói, người ta in lên cái mã vận đơn đó, in hết lên đó kiểu vậy ha. Thì có nhiều nhân viên mà, thì mình có rất là nhiều quyền trong này, nhớ không các bạn, trong cài đặt này. Sẵn tới đây thì mở ra luôn ha. Rồi phân quyền này các bạn. Ê, nhóm quyền này. Đó, sổ ra nha, rất là nhiều nha các bạn nha. Ờ, đây đơn hàng này không. Đó, muốn cho người ta hết thì list hết, còn không thôi thì cho người ta chỉ việc là vô đơn hàng thôi. Đó, được không? Nha. À không 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 không, cái đó nó lại lan qua một phần khác rồi nha. Cái đó là quản trị nhân viên của mình mà đúng không? Ừ. Không không. Đâu có rất là nhiều cái phần mềm, chị nhớ ngày xưa có cái gì mà chị quên rồi. Nói chung là cái phần mềm đó là để quản lý nhân viên của mình, là xem coi cái task của họ trong ngày hôm đó có hoàn thành hay không, cái kiểu làm xong xong mình tự giác lên báo cáo vậy thôi. Bên mình là không có quản lý cái đó, được không? Mình không có quản lý con người, nhớ nha, mình không có quản lý con người. À, không có làm mấy việc đó đó, mình quản lý sản phẩm này kia, đơn hàng cho người ta này nọ trong đây thôi. Rồi ok ha. Rồi tiếp nè. Đó bởi vì bạn đụng vô bài lóc mà nó lòi 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 ra những cái tính năng liên quan khác, thấy không, nhiều lắm chứ không phải đơn giản là chỉ có việc lên bài viết lóc này kia đâu. Rồi tiếp nè, quản lý danh mục này ha, dễ rồi, mấy cái này rất là dễ. Mình tạo ra cái cây danh mục ở đây à, cho cái phần thiết lập SEO từ khóa này. Bữa trước là khi có nói với các bạn á, đây là cái phần mà để tối ưu từ khóa trên trang, nhớ không, là bên mình làm sẵn cho khách hết những cái vấn đề này luôn rồi nha. Đây, tối ưu từ khóa trên trang, được không ha. Thì khách viết vô đây này, tối ưu độ dài là 50 đến 60 ký tự này đó, điền vô, điền đầy đủ vô giùm chi. Đây, mỗi từ khóa cách nhau bởi một dấu phẩy ha, rất là dễ ha. Rồi URL này, đây là cái phần rút gọn liên kết nha, rút gọn cái đường link này. Nếu mà bây giờ là mình không có rút gọn liên kết á, nhiều khi là những cái bài nó xuất ra nó bị dài, cái link nó dài thằng lòng ra vậy nè. Có một bài ở trên đây này, chị cố tình chị để cho mọi người thấy, nó bị cái link rất là dài luôn đó các bạn, thấy không? Ở đây là hiện tại là đang tạo ra rất là nhiều cây, đúng không? Rồi cái cây mà chị đang chọn là li tết một này, đây cái cây này đó. Bây giờ mình muốn mình tạo mới á, thì mình thêm cái danh mục ở đây ha, mình thêm danh mục ở đây nè, đây đó. Rồi mình thêm vô, chị lấy ví dụ nha, giống như bây giờ là mình tạo ra cái danh mục trang chủ rồi. Vậy thì bây giờ các bạn chỉ vô trang liên kết này, à cái này là phần trang, từ từ hai các bạn ha, phần trang chủ là nó sẵn có, chị nhầm, sorry mọi người. Thì bây giờ là bộ sưu tập đi, được không? Đó, rồi mình chỏ đến những cái bộ sưu tập là mình đã có tạo trước đó, cũng giống như tương tự bây giờ là blog, được không? Đây thì mình chỏ vô blog đó, và mình chỏ vô những cái danh mục lúc nãy mình có tạo bên trong. Đơn giản nha các bạn ha. Thì cái này là cái cây đầu tiên đó, mình phải chọn trên danh mục gốc, có nói không? Rồi mình chọn trên danh mục blog ha, mình lưu 2 lần. Đây rồi, anh thấy không, à nó ra được cái cây rồi, thấy không?
Rồi bây giờ mình làm sao? Mình làm sao để bắt đầu là nó có được cái mục là mục giống như thế này. À. Đây nè. Rồi chở vô nó có những cái thành phần con ở trong này nữa. Đây. Bây giờ chị lấy cái cây danh mục ly test 1 ra. Mình làm ví dụ luôn ha. Này các bạn. Ha, trong lốc thì bây giờ mình có cái mục con của nó nè, các loại bánh giảm cân gì đó, ba la ba la ba la ba la. Vậy bây giờ mình thêm một cái mới vô trong cái mục lốc này. Khó không? Có bị khó không? Đó. Thì khi mà mình tạo ra những cái cây danh mục mà mình đứng trên danh mục gốc á, đây nè. Đó là mình chọn trên danh mục gốc thì nó sẽ đứng yên vậy. Còn bây giờ mình muốn chỏ nó vô ha, mình muốn chỏ những cái mục con trong cái block này vô thì bắt đầu á mình mở ra cái phần block đó, dễ lắm, mở ra rồi các bạn thấy không, bắt đầu làm sao các bạn, mình chọn block này và mình chọn cái trang mà mình muốn muốn thêm vào được không ha. Khúc này mình không chọn trên danh mục gốc nữa ha, mình chọn vào block được chưa, lưu lại. À, ở đây nó có các loại bánh giảm cân rồi. Rồi. Vậy bây giờ mình phải làm, mình phải thêm mới vào các bạn. Nó có sẵn rồi thì nó bị trùng ha, nó không có vô được nữa nha. Mình phải thêm mới vô nè. Đây. Test đi. Rồi cũng làm y chang như vậy ha. Rồi, để mình kiếm cái nào nó khác khác. Rồi. Luôn. Rồi, nó xuất hiện ra nè. Thấy không mọi người? Cái test 1 mới này chị mới tạo á. Đó. Rồi, lưu lại ha. Rồi, qua bên đây. F5 lại nha các bạn. Ha, cái test 1 nó được thêm vào trong cái mục block này rồi. Được không? Ok không? Đó, cái phần menu, tạo menu danh mục ở trên header rất là dễ. Rồi. Tiếp ha, mình có một cái mới nữa nè. Rồi. Cái mục này á là vào version 4.2 là họ mới thiết kế thêm cho mình. Đây. Là trước đây á là những cái bài tóc á nó tràn lan, nó không có chỗ nào cái thanh công cụ để mà mình search ha, để mà mình search thông tin về cái bài viết mình tìm kiếm cho nó nhanh. Thì bây giờ mình đã có hai các bạn ha, mình chỉ cần mình vào trong cái phần thiết kế giao diện á để mà mình điều chỉnh thôi. Đây. Đấy. Nha, nhiều khi là khách mở ra mà khách nói là em sao em không có những cái công cụ tìm kiếm gì đó, thì các bạn cũng biết chỗ để mà mình mở lên cho khách nha. Rồi bấm vào chỉnh sửa nè. Rồi ở trên cái homepage này các bạn, bạn sổ xuống đó có chữ blog này. Đó. Rồi, mọi người tích vô đây giùm chi nha. Đây, hiển thị thanh tìm kiếm. Ha. Ha. Đó, vậy là mình đã có cái chỗ là search, cái chỗ tìm kiếm này, tìm bài viết ở đây rồi. Đó, hồi nãy nó đâu có ha, nếu mà em tắt đi thì nó sẽ không cho phép mình tìm kiếm ở đây, được không? Đó, mình tích vô thì mình có cái chỗ tìm kiếm ở đây. Ở cho. Rồi, lưu lại này. Xuất bản ha, mình chắc ăn mình xuất bản luôn, không thôi mình chỉ cần lưu thôi là được rồi. Rồi rồi tới cái khúc này, lỡ như có một ông khách nào, tại vì hôm bữa có một bạn sale xuống chạy hỏi hỏi chị là sao bên mình không có, chưa có làm những cái nút mà chia sẻ qua Facebook, chia sẻ qua Instagram gì đó đó, có nghĩa là đọc, khi mà đọc bài viết xong ha là người ta sẽ có được cái nút ở phía dưới để mà chia sẻ trực tiếp, thì bạn mới nhầm lẫn là bạn hỏi mấy cái nút bên hông này nè. Em thấy không? Những cái gọi là mạng xã hội bên đây nè, có phải là cái nút mà để mà mình chia sẻ cái bài viết này lên trên đó hay không? Không phải nha. Thì hy vọng là trong tương lai của mình sẽ làm, bởi vì chị mới nhận cái thông tin là 4.3 là có làm cái phần mà chia sẻ qua, liên kết qua các trang mạng xã hội vậy đó, nhưng mà nó ở trên trang sản phẩm nha. Đó, còn trang blog mình là hy vọng là trong tương lai là cũng sẽ làm cho mọi người ha. Đó, lưu ý là không phải những cái nút này để mà mình chia sẻ đâu, cái những cái nút này là kênh, là cái channel của cái anh cửa hàng này, Facebook này, Zalo của ảnh này, TikTok của ảnh, hoặc là Instagram của ảnh thôi.
Còn cái vụ mà chia sẻ lên bài viết đó, chia sẻ bài viết đó lên trang cá nhân của mình nó lại là khác nữa ha các bạn ha. Thì bây giờ cho nên là bạn đây 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 cái link dạy hòn lòn này đó, thì bây giờ là chỉ có việc là mình copy link thôi ha, mình copy link để mà mình chia sẻ ra đây đó. Hậu quả của việc không có rút gọn link thì nó sẽ ra được mấy cái con số này đây nè ha. Mình rút gọn thì mình bỏ đi được không? Rồi mọi người có câu hỏi nào không? Ủa chị Chi, cái phần mà chia sẻ link trên các cái mạng xã hội á, ý của Đó chị là sao? Chị em thấy ở trên là fanpage nó có bốn cái link để mình chia sẻ trên trang mạng xã hội là Facebook, Twitter, LinkedIn với lại Pinterest đúng rồi, đó là cái hình thức mình backlink đó các bạn, mình làm SEO off-page đó. Ai chị Linh, mình làm SEO off-page á Nam ơi. Thì á hồi nãy chị có nói về cái chuyện mà off-page các bạn còn nhớ không, là bây giờ mình đi backlink nè. được chưa, mình back ở mạng xã hội có, mình chia sẻ một cái bài nào đó thì á copy cái URL này đúng không, rồi ví dụ mình đăng trên Facebook của mình đi được chưa, mình đăng ở trên group ở trên Facebook của mình đi ha, thì mình bắt cái link này vô nó sẽ hiện ra một cái chợ ở đây có cái Facebook không, để mình làm thử cho các bạn. Mà trong này chị không có để Facebook này, mình nói hình dung mọi người hình dung được mà đúng không đó. Thì mình khi mà mình dán cái URL này lên này, cái link này nè lên này, nó sẽ sổ ra thành một cái bài viết. Thì khi đó đó là cái câu chuyện mà bạn bắt link, bạn muốn điều hướng những cái người khác truy cập vào website của mình đó đúng không các bạn, đó là cái hướng mà mình bắt trên mạng xã hội ha. Nhưng mà bây giờ hệ thống gọi là nó sẽ quét cái câu chuyện là những cái đường link mà để thẳng trên bài viết như vậy, nó quét nó cho lốt hết đó. Sẽ không được có để link trên cái bài viết mà là mình phải để dưới bình luận nha, nó không có muốn các bạn là dẫn khách của nó đi qua website của các bạn đâu, nền tảng nào nó cũng vậy hết trơn á, bạn điều hướng đi về website của bạn mà nó không có thích điều đó đúng không, thì bạn phải để cái link đó ở dưới cái phần bình luận chứ không có để ở trên cái bài viết được nha. Rồi bắt link ở đâu nữa, ở forum, ở diễn đàn đó, thì bạn nè có những cái diễn đàn, danh sách diễn đàn nè, người ta có sẵn thống kê sẵn cho mình luôn rồi các bạn nè đó, ai cần copy lại hết ha, copy lại hết lên lên tạo tài khoản trên này là mình đi share lên tùm lum la được luôn á đó. Thì bạn lựa thôi, quan trọng là bạn lựa coi những cái website nào nó ngon ngon, nó uy tín á, rau vặt 24.com gì nè đây, những cái có nghĩa là những cái diễn đàn nào mà nó phù hợp với lại doanh nghiệp của mình đúng không, phù hợp với những cái sản phẩm mình, giống như là diễn đàn làm đẹp hay gì đi, mình bán mỹ phẩm thì mình kiếm những cái diễn đàn làm đẹp đó để mà mình share cái link mình vô ha. Thì mình dùng từ backlink, nó chẳng qua là cái việc mình đi share link thôi, mình chia sẻ link để mình giới thiệu người ta biết đến cửa hàng của mình ha. Mình cố tình là mình muốn truy cập, người ta truy cập vào để tăng cái lượng traffic mà nha. Đó, trên mạng xã hội, trên diễn đàn. Và thêm một cái nữa là mình đi đặt link. Đặt link ở đây không có miễn phí hay gì hết trơn á, bạn phải đi mua đi mua một thằng website khác để nó đặt link cho mình đó. Đó, để mà bạn có thấy là có những cái website mà khi mà bạn truy cập vô tự nhiên nó chạy qua một cái mới, có nhiều lắm chứ bộ. Đó, gắn link Shopee chùm luôn á, chùm Lazada luôn, nhất là Lazada đó, hay nó hay bắt link chạy qua link bên Lazada rất là khó chịu ha. Thì cái đó là người ta đặt link các bạn. Cái hình thức mà mình phải tốn tốn phí. Hãy